Quốc dùng công nghệ Israel nhìn thấu F-35. Trang Global Times dẫn nguồn tin quân sự Trung Quốc tuyên bố, các nhà sản xuất nước này đã phát triển thành công một số hệ thống radar phòng thủ có thể dễ dàng phát hiện được mục tiêu tàng hình như F-35 và F-22 của Mỹ. Đài radar được Trung Quốc phát triển thành công có khả năng chống được các loại tên lửa chống bức xạ của kẻ thù và có khả năng tự động tìm theo nguồn phát sóng vô tuyến của đối phương để tiêu diệt. Không những thế, mới đây, Viện số 14 Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc còn tuyên bố đã thử nghiệm thành công hệ thống radar lượng tử chống tàng hình, công nghệ hiện cả Nga và Mỹ cũng đang theo đuổi. Theo tiết lộ của Tập đoàn Công nghệ Điện tử CETC, hệ thống mới có năng lực phát hiện một mục tiêu trong vòng bán kính 100 km, sử dụng công nghệ dò tìm photon đơn nhất nhằm tìm ra dấu hiệu hiện diện của máy bay tàng hình. Radar lượng tử là một dạng thiết bị sử dụng các chùm photon lượng tử, với mục tiêu cung cấp khả năng phát hiện vật thể tốt hơn các hệ thống radar truyền thống. Phương pháp này được cho là hữu dụng trong việc tìm kiếm các mục tiêu có độ tỏa sóng radar chéo thấp như máy bay được trang bị công nghệ tàng hình hoặc những mục tiêu sử dụng các kỹ thuật chủ động để phá sóng điện tử hoặc cản trở hoạt động của radar địch. Những thành công này đều được Trung Quốc tuyên bố do các chuyên gia nước này tự nghiên cứu và phát triển thành công. Tuy nhiên, nguồn tin từ tình báo Mỹ tiết lộ, thành tựu đạt được của Bắc Kinh dựa vào rất nhiều công nghệ do Israel cung cấp. Israel cung cấp cho Trung Quốc mẫu dự án máy bay Lavi, bán một số mẫu máy bay riêng rẻ và rất có thể là đã bán cả công nghệ sản xuất một số hệ thống dẫn đường quán tính của các công ty công nghiệp hàng không vũ trụ Israel và Taman INS, hệ thống tác chiến điện tử Elisa, hệ thống điều khiển Lear Cycler MBT, đài liên lạc vô tuyến ARC-740, trạm radar LM-2035 và LM-2032. Đặc biệt, phía Israel còn hỗ trợ Trung Quốc phát triển một số hệ thống radar phòng thủ, có thể đối phó với chiến tranh công nghệ cao, sử dụng vũ khí tàng hình. Tuy nhiên, nguồn tin này không tiết lộ Bắc Kinh đã được Tel Aviv phát triển hệ thống radar nào. Israel cũng là nguồn cung cấp quan trọng nhất các tên lửa không đối không và công nghệ chế tạo chúng cho Trung Quốc. Bắc Kinh đã mua của Israel tên lửa Python-3, ký hiệu của Trung Quốc là PL-8. Cuối những năm 1990, Israel cung cấp cho Trung Quốc các mẫu tên lửa phiên bản hiện đại hơn là Python-4, tầm ngắn, chuyên để chống lại các máy bay tiêm kích thế hệ 4 của Nga. Một lĩnh vực hợp tác khác tương đối hiệu quả là sản xuất các máy bay không người lái. Các nguyên mẫu của máy bay không người lái trinh sát chiến thuật của Trung Quốc như W-30 và W-50 chính là Searcher của Israel. Và trong quá trình chế tạo, Trung Quốc đã sử dụng nhiều công nghệ của Israel. Năm 2000, Trung Quốc đã nhận khoảng 200 máy bay không người lái chống radar tấn công Harpy. Một số nguồn tin còn cho rằng, hai nước tiến hành chung một dự án chế tạo riêng cho Trung Quốc tên lửa hàng không có cánh theo công nghệ Israel Delayla với tên gọi Star One. Phía Israel đã đánh giá một cách lạc quan triển vọng hợp tác quân sự với Trung Quốc, dù hiện nay châu Âu vẫn áp dụng lệnh cấm vận vũ khí với Bắc Kinh. Tuy nhiên, lệnh cấm này cũng bộc lộ nhiều sơ hở khiến Israel lách luật và tiến hành buôn bán vũ khí, thiết bị quân sự với Trung Quốc bất chấp phản đối của Mỹ và các nước đồng minh châu Âu. Với sự hậu thuẫn từ nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới, không có hiểu vì sao trong những năm gần đây, Trung Quốc đã có những bước tiến phát triển vũ khí lớn, đặc biệt trong lĩnh vực tên lửa và chiến đấu cơ. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.